bỏ hung à? Ơi. Ta. Ít ta. Plau phu. Cái con bỏ hung này 400 nghìn một cân à? Chỗ này nấu bếp, chỗ này một cái giường nữa đúng không? Một giường ở đây, nên là mấy người ngủ bên này? Tất cả con ngủ bên này. Bên này. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của quý khán giả thì hiện tại bên cạnh sản phẩm mật ong hoa bạc hà, cao nguyên đá và mật ong rừng tự nhiên thì Tam Giác Mạch có thêm một sản phẩm nữa, đó là quả dứa rừng khô. Đấy, có tác dụng là chữa sỏi thận này, viêm gan này, xơ gan này, men gan cao này, chức năng gan và thận kém. Ngoài ra thì sản phẩm chè do chính nhà chị gái Tam Giác Mạch sản xuất cũng có cung cấp cho cô anh chị và tất cả mọi người. Ngoài ra sản phẩm chuối hột rừng là một cái sản phẩm rất là có nhiều công dụng chữa sỏi thận, bàng quang, sỏi tiết niệu, đặc biệt là chữa huyết áp cao và chữa bệnh gút. Cô anh chị nào sử dụng thì có thể ủng hộ cho Tam Giác Mạch nhé. Xin mời cô anh chị và tất cả mọi người tiếp theo theo dõi video ạ. Tặng quà các bác này bảo mày anh làm anh bắt mày làm vất vả, không thì cho chọn nhiều, không cho chọn nhiều nhiều anh. Mình biết sẽ đi xe côn tay đâu anh. Xe của anh tận 6 số mà xe của mình đến 4 số rồi. Này có về đến nhà đấy hôm nay. Nắng quá nhỉ. Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với Tam Giác Mạch. Hôm nay thì team của mình lại tiếp tục có mặt tại nhà của một trong những thợ xếp đá số 1 cao nguyên đá. Và đây là thợ chính xếp đá móng nhà của bé Say. Và trong những câu chuyện về nhà của bé Say và khi làm nhà ấy, thì là cũng lắng nghe được. Đây là hai anh em Chơ và Pó. Hoàn cảnh rất là khó khăn, nhà thì rất là khó khăn. Nên là anh em mình đã có những cái thước phim và hôm nay tiếp tục là những cái món quà về. Nắng nên là anh em mình sẽ tranh thủ đi luôn, không nói nhiều nữa và lên nhà sẽ chia sẻ tiếp. Hôm nay là những thùng quà rất là lớn. Mời tất cả mọi người theo chân của anh em mình nhé. Đi, Vân dẫn đầu. Đấy, đây là những bao rất là nhẹ thôi. Vân là đi đồng hành với team mình rồi, là vào nhóm rồi nên là ở đâu cũng phải đi, bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải đi. Đi trước đi em. Đấy, nhiều số một số cô bác anh chị xem video cứ bảo là anh em mình cứ bắt Vân là cái nào nặng cứ đến tay Vân, không phải đâu. Vào nhóm rồi thì không ngại khó, không ngại khổ. Đường này là mưa nên là khả năng là sẽ hơi căng thẳng một tí đấy. Đấy, đây là đường về nhà anh Pó nhá, cô bác anh chị nhá. Những thước phim trước thì đã có rồi, tuy nhiên là chưa đủ. Một cái sự thay đổi cuộc đời của nhà anh Pó bảy con. Xin chào. Đi đâu về đây? À, làm nương à? Ai sai. Những ngày nắng nóng anh em mình đi thì còn đỡ. Còn nếu như mà đi vào cái ngày mưa thì thật sự nó rất là khó. Ôi, sắp đồ sắp rơi rồi. Đấy, bảo buộc cẩn thận là nó đỡ phải vất vả không? Rồi, cố gắng sắp đến rồi. Trên này là thuộc đỉnh của Tùng Tỉnh luôn rồi mọi người ạ. Đấy. Tu cư sư. À, đủ đá lầu sư. Đúng không? Gọi là đá lầu thôi nhờ Vân nhờ. Xin chào, sao là vẫy tay đâu, sao là hôm nọ bảo rồi. Vẫy tay, qua đi. Cho tê. Ôi giời ơi. Hôm nay lên kiểm tra xem nhá, hôm nọ là được quà là có sạch sẽ không nhá. Nước nhiều rồi, cho nước vào téc chưa? Anh Pó.
Sao lại chưa cho vào? Ôi giời ơi, quả mang lên rồi thì sử dụng thôi. Mấy bạn nhỏ đi vào trong này, cu cu nha, lò hò đi. Ô, cái này vừa thêm cái cột à? Gãy rồi à? Ôi dồi ôi, nhà ông này chán đời thế. Đây, vừa thêm cái cột vào này. Con này nhỏ quá. Không chống cái này thì cái này xuống. À, chắc là bị... cái này bị sập rồi đúng không? Cái này mọt hết rồi này. Thôi Ngọ Liên là chưa có cái cột này đâu. Đây là nhà sập hết rồi. Sạch sẽ phết, nhà hôm nay có biết em đến không mà là sạch sẽ. Đây tiếp tục là những thùng quà của các cô các bác gửi từ Hà Nội, gửi từ nước ngoài đây. Hình như là gửi từ Hà Nội lên. Hôm nọ lên thì thấy là gia đình của anh Pó là không có quần áo. Các cháu nhỏ. Ai da. Hôm nay sao lại lật hết chiếu lên. Cho nên Rút tiền rút tan nó hạ. Một chút nà thò lúc không mùng gió mùng lọt đều. Chắc chắn là cây cao một tí, đừng là thế này. Ôi chà, anh Pó vừa bảo gì? Có bảo là vì chuột nó đặt mấy cái lỗ này vì mưa. Xong là mưa chảy theo chỗ này à? Vâng. Trời ơi. Nhà ẩm lắm mọi người ạ, nhà ông này bờ ẩm, ẩm cực kỳ luôn. Đấy. Đồ rất nhiều đây. Ô, con này là làm gì ấy? Con này học văn đi ba. Bỏ hung à? Cái chết chó mà. Đi chi ăn tà? Plau bùa. Cái con bỏ hung này 400.000 một cân à? Thế đi đào ở đâu về anh Pó? Rốt muốn rốt tiền rốt tan nó phát thăm đến nọ. Ôi giời ơi. Chơi bài là trẻ con đi ỉa đâu xong có bọ hung đi đào về à? Ôi giời ơi. Không là cái này thì không có tiền mua kem ăn đâu. À, làm như này là để đổi tiền mua kem ăn. Bà hết thì có tiền mua. Cái này là anh đi đào hay là con đào? Con à? Thế cho anh mượn cái mic xem nào. Mình không tin đâu. Trẻ con tự đi làm à? Con đi làm. Mình thì bệnh hết thì không tin đâu. Bẩn thì không thích. Đây, đeo cái... Ôi giời, ông này ướt hết người rồi. À, trẻ con là đi đào cái con bò hung này về. Đi đào thì một lúc khổ khổ thì lấy đi bán, có tiền mua cái ăn. Mua kem ăn, mua cơm ăn. Một cân là 400.000. Bán ở đâu? Ba chủ trái này. Rất thả phê thảm à? Sao từ hôm có quạt tới giờ sướng không? Ngủ sướng không? Đủ rồi. Trông hình có. Có thể hôm nọ bảo là lấy cái bạt kia quê nhà chưa quê à? Không, nóng thì... À, nóng thì kệ à? Kệ. Hiện tại là nhà rất là ướt nhá. Mưa luôn. Đây, không phải là dựng đâu. Này. Ướt hết này. Đây ẩm lắm. Nói chung là nhà bây giờ là chỉ cần đấy dê một cái là thành vệt luôn rồi. Rất là ẩm. Như anh Pó nói là mưa thì dột từ trên này xuống. Tại vì sao anh em mình lại mô tả và miêu tả căn nhà như vậy? Bởi vì cũng muốn kêu gọi giúp đỡ cho nhà anh Pó là sửa nhà. Tất nhiên là hai vợ chồng còn rất là sức khỏe thì vẫn ok. Nhưng mà với cái khó khăn thì mong muốn là kêu gọi giúp anh Pó là có được cái gọi là sửa nhà. Đấy. Hôm nọ thì cơ sở vật chất là này là tối ngủ mới bỏ ra. Đúng rồi đấy, trẻ con chơi bẩn thì mình tối ngủ mới. Sáng thì dậy luôn thì giật lên như này. Đấy, như thế đấy, gọn gàng đấy. Em lên là một phần là kiểm tra thôi, một phần là mang quà lên. Quà này cũng là của cô Hồng hôm nọ nhá anh nhá. Hai quà này này. Bây giờ chia kẹo cho các cháu đã. Hôm nọ lên là do là các bạn nhỏ này không có quần áo này nên là cô Hồng cô về và các cô Thảo ở dưới Hà Nội ấy, cô gửi quần áo lên. Và hôm nay em mang thêm 3 tải quần áo nữa nên là anh gọi hết tất cả những người xung quanh đây lên lấy quần áo đi. Ai vừa thì lên lấy nhá. Đi bảo đi.
thì là chờ hay từ từ do khán giả mà lo lắm mà chơi một pe po mà phai tà cho nên này cho nên mà khán giả miền tu miền thái chưa pu tú thì lâu miền tu miền thái chưa đấy họ nè họ họ con có lo nè do khán giả mà lọt phay. Đấy, hôm nay phần lớn là anh em mình lên thăm lại gia đình và chia sẻ lại cái câu chuyện của nhà anh Pó. Một câu chuyện mà trong nữa anh em mình sẽ chia sẻ phải nói rất là khổ. Đấy. Đây thì chưa phải là nhà chính của anh Pó đâu mọi người. Đâm ra là anh em mình sẽ chia sẻ cái câu chuyện đấy sau. Tất nhiên thì bây giờ sẽ phay quần áo đã. Đây là hai tải quần áo của cô Hồng nhận từ các đầu cầu dưới Hà Nội này. Còn đây là những tải quần áo như là của Nguyễn Thị Thu, rồi là Phạm Thị Thắng, đấy, gửi cho Tam Giác Mạch. Bên này một tải nữa, những cái tải này anh em sẽ chia cho cả xóm. Còn hai tải này là cho gia đình anh Pó nhá, một trẻ con gia đình anh Pó ấy, các cô đã xếp gọn gàng đầy đủ rồi. Bảo các bạn uống hào honey, xong là cho vào kia nhá. À, cái con bọ hung tiếng Mông là gì nhỉ? Can đầu cua. Mẹ mù ruột tớ đi hát là từ nào? Mù ruột tớ xúc bọc kỵ. Hả lên mà. À, từ từ mù ruột, giơ tay để con cho kẹo nữa. Không nói là không cho kẹo đâu. Từ từ mù ruột à? Có mù ruột là cái tổ sức à? Hôm nay giờ có ruột là ta? Phải không? Phải à? À. Cho nên tao ít chết đó. Hả? Chị là sức là? Các bạn nhỏ ở vùng cao thì sẽ có một cái công việc như hiện tại ấy. Ui dồi. Này ông cho vào này cất đàng hoàng kỹ thế. Ô. Xin hả? Cho nên mình thấy ruột là? Đây giờ. À. Đây là một con phải nói là con bọ hung, con tàu bay. Các bạn nhỏ có một cái công việc nhỏ tuổi đó là đi đào những con bọ hung, sau đó là mang về phơi khô xong đi bán. Một cân là 400.000. Đây là cách kiếm tiền của trẻ con ở vùng cao. Và làm sao để có bọ hung thì Vân biết không? Các bạn nhỏ sẽ đi phóng uế ở ngoài nương này, xong là bọ hung về đúng không? Đi đào về hơi mất vệ sinh một tí. Từ từ nhá, bật điện lên khi lướt tảnh mà tí lỏ. Đấy, nó sáng hơn tí. Thôi lấy đủ ghế thôi chứ lấy cho nhiều người thế. Vợ của anh chưa đâu à? Rồi tí cùng lấy quần áo. Ai nữa, còn ai nữa không? Còn anh Trá hả? Anh Trá là anh trai đúng không? Ở đây là có ba nhà đấy à? Ôi rồi ôi. Ba nhà mà. À, mấy anh em là ở trên đỉnh của đỉnh Tùng Tỉnh luôn rồi. Cho nên thâu gì tao? Thâu. Mùa mi nhủa mà thâu thì uống nước nóng thì nó mới đỡ nhá. Mình uống nước lã là ốm đấy. Thằng con bé bị sao? Dô đây. Hả? Trong dô thì nó bảo lấy thuốc nào. Bị dô là bị gì? Dô mất chan thì. À bị run á? Có con run đúng không? Đúng rồi. À con run thì ra chợ mua một viên mấy nghìn thôi về. 5.000 thôi. Đấy. Về xong là cho uống thôi. Vâng, thì xong rồi tẩy cái dô hết thì. Đúng rồi, tẩy run hết thì mới lớn được. Không là còi xương lắm. Ôi giời, trẻ con đông quá mọi người, xem video còn sợ luôn. Nhúc nhích. Ừ. Hào tà mà. Để vào đây. Đúng rồi. Bạn kia đi xì mũi đi nhanh. Đi nhanh. Vâng, em xin. Xong chuẩn bị là rửa chân tay mặt mũi để chuẩn bị mặc áo mới xem thế nào nhá. Thanh niên này bốc nhất này.
Trung bình là một đứa bé của anh Pó là có mấy bộ quần áo? Một đứa con. Chắc hai bộ mặc cả năm nhỉ? Thế giờ? Hai bộ cả một năm. Cả một năm luôn. Ôi giời ơi. Như thế là không, đứa bé sẽ mặc lại của anh chị lứa trước đúng không? Kiểu như thế. Cứ như thế thôi. Đấy. Nên là quần áo rất là cần đây. Chút thành tí. Cái gì? Nước đầy à? Nước đầy. Có cái bạt chưa? Có cái bạt để ngoài phát cho nó sáng. Đúng rồi, có. Ừ, đấy. Cho các bạn nhỏ thay quần áo trước. À, anh Sở, cái nhà này là không phải nhà anh Bó à? Nhà đây là nhà ông bà. Bà là mất rồi. À, thế là để lại nhà này cho anh Bó. Đông co quá thì cho sang bên này ở. Thế nhà anh Bó là ở dưới chỗ nào? Thì bố mất xong thì chuyển sang. Tức nghĩa là đổi nhà. À, không phải đổi mà là bố mất rồi thì để lại cái nhà này cho con. À, tức là mình đông người quá là mình chuyển lên đây ở. À. Thế trông nữa mình sẽ đi xuống xem nhà cũ một tí, xem như thế nào. Cho yên lành. Cho nó lên này, mày cho phụ nhiều hơn đó luôn. Nơi bảo các bạn nhỏ tránh ra. Các bạn nhỏ vườn đây, em bảo các bạn nhỏ vào trong nhà để hai cái phòng này đi. Ở ngoài này thì mình phay ngoài này thôi. Vân ơi, bảo vào đây. Ở đây là có túi quà, trong túi bóng bé là cô gửi cho gia đình cháu Thề. Em mở ra đi Vân ơi. À, thế hôm nay là anh em mình lên đây mới biết được cái câu chuyện là bố mất, bố chết là để dành nhà cho con. Bởi vì anh có là đông người. Đâu nhỉ, có cái túi bóng bé là ở đâu? Đấy. Đâu nhỉ? Cái túi vô sổ phụ nó hello. Anh Pó ơi, hỏi tin đấy, bạn nào cầm cái tờ này đấy, từ từ, do tôi mê gì nhỉ? Đây, đấy cầm cái này à? Đây nhá. Do từ là? Đây có một bạn cầm bởi vì là cô ấy dặn có một cái túi bé là dành cho nhà thề. Có cái túi bóng bé nào không nhỉ? Lâu nát chưa phải. Không, ở trong có cái túi bóng cơ, để cháu tìm. Bây giờ em bảo các bạn nhỏ là mỗi người được một bộ xong mặc luôn để tí quay cho các bác xem nha. Cái ở ngoài kia là của người lớn anh ơi. Con bảo bọn nhỏ vào đây, bọn nhỏ vào đây đã. Honey pu 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 gió từ lớn, gió từ lớn. Tại đây vừa ta mang ra từ lớn là thế nè. Mai. Con này vô, nó cho mình là chuẩn mua cá. Ui, không bỏ ra. Chúng mới lắp vô chưa? Không, đây tại vì có một cái túi bóng là của nhà thề cơ. Cái túi bóng ở trong cái này hay sao? Ừ, là của trẻ con. Nào, hộ phay. Không tranh giành. Không tranh. Anh em bảo không tranh giành. Vân hộ chia xem. Cái nào vừa bạn nào xong là mặc một nguyên một bộ quần áo mới. À đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Ờ, hoa đi gió lọ. Hoa đi gió đồ mê mê nhỏ nhỏ. Mê nhỏ thế sự nhỏ. Đúng rồi, sơ sinh. Vào đây. Hoa đi là phút tù thê nhỏ phải lung hồ. Tao chỉ tao. Đây rồi. Đây, bây giờ bảo các bạn nhỏ ấy đi. Ấy đồ đi xong là... Không tranh nhau.
parfait mà. Chết mà thử nát rồi. Nát rồi, như người nhỉ. Parfait, parfait. Chết thì họ mà lại lấy chết, nát chết cô chồng. Đấy, còn vừa thì cởi cái ra. Để mà bỏ luôn, bỏ mơ luôn. Cô Thu, túi quần áo của cô Thu thì là túi nhỏ là dành cho em thề ở bên Lũng Hồ này. Còn số quần áo còn lại là xem là vừa ai thì cháu phát giúp cô. Đấy, thì hôm nay mang lên đây cho nhà gia đình nhà anh Pó chia tất cả mọi người. Đây bảo sai tông mình nói chưa? Nè lão, nè lão. Tông mình cái mình lâu chưa? Cho chị. Đây đây đây. Đây đây đây. Đây đây đây. Cái này là của nhà anh Pó thôi. Hai thùng này là của nhà anh Pó thôi. Đấy. Xong bảo các bạn nhỏ thay luôn. Thì sai tông mà một lông. Một lông, một lông. Đoạn này không quay bởi vì quay các bạn nhỏ thay quần áo là vàng tiền đấy. Là bị khóa kênh ấy. Bố, tức nghĩa là bố mất rồi, bố để lại nhà cho con trai thứ hai. Đó. Vì là gia đình anh Pó đông người quá nên là cái nhà này rộng hơn thì cho anh Pó lên đây ở. Thì anh Trá là trên này, thì anh Trơ là dưới này. Đấy. Bây giờ là phay quần áo. Mọi người tế cho mình mang tất cả những cái thùng quần áo của chỗ cô Hồng gửi, thứ hai là của các cô nữa để mang lên phát cho bà con. Với tất cả những cái thùng quần áo mà cô anh chị gửi cho Tam Giác Mạch ấy thì anh em mình đều ở để kho nhà xong là đi thì anh em mình sẽ mang đi như vậy thôi. Bên chút nữa sẽ xem các cháu mặc quần áo mới xem như nào. Có cái gì nè. Có cái gì nè. Có anh Trá là nhà ở trên này đúng không? Nhà đây. À bên này đúng không? Chơ là dưới này. Ô đời này nó đẻ nó dày quá đâm ra là không thể dành tình yêu cho trọn vẹn cho từng đứa một. Rồi bảo các bạn nhỏ thay quần áo đi anh Pó. Bảo các bạn thay đi để quay cho các bác xem tí cho nó hay. Sai tông mà lông khóc luôn à. Tụ tí lông mua cho tụ. Hắn tàu tù minh tu, hắn tàu minh phải. Lì tàu lắm. Ừ, từ từ tới trông tà ơi. Hát chưa? Hai tôi nhỉ, galo nè, cu cu nè, mốt ta hầu. Nà bà nà lồng đã tức chỉ dùng nà chỉ mà. Chia nè, thế này có chứ mà tê vế. Nà kia mà. Vậy con tôi nhỉ đấy. Nó xua tôi mới thay mà. Mày sai tạ chân nào là. Đấy, đẻ nhiều là thế đấy. Nè, cứ như thế. Lúc nó cháu má mà vô, cháu ốc khó tăng. Tao mày mình chỉ là gì? Nè, ai lấy đây? Bắt chỗ. Hổ phai đi, hổ phai đi. Lúc này họ tùy tùy sai hết nè. Nè. Ờ, dừng lỡ, mình phải lỡ. Anh lấy dây đi. Mình thấy cho cái kẻ năng mình chờ một phố khó. Nè. Nhiều thế. Dùng một tàu thôi. Kìa cho cái. Ui, ui, ui. Ừ. Nói hả? Nói hả? Phải lỡ, phải lỡ, phải lỡ. Phát đi khâu ta này. Bạn này đi thay quần áo mới đi xem nào. Mong lắm ạ. Hả? Nó có lọ. Ai nhận quần áo là thay hết nha. Thay hết nha để ghi hình nha. Bạn nhận. Thì sai tâm mà mong lắm là mình nè. Được khâu là. Khâu rồi đó chứ. Ít lại nó hiểu quá chứ hả? Cái này mới đấy. Có quần áo mới, có quần áo cũ, có đầy đủ hết.
Mặc luôn, anh bỏ. Nói chung là ông bó là chỉ có mỗi cái quần này thôi. Đi anh thay thử cái quần này cho xem. Cái quần này đẹp. Đấy. Ồ, nào đi một càng kia mà giống kia luôn. Nhớ tao con nhà luôn. Nó kia luôn mà, thế lòng. Chỉ máu. Chỉ uống lúc này anh chỉ cho. Vừa anh sửa à? Thế nào? Đấy tí rồi. Đó. Nó cháy bò. Rất là dễ xỉ. Một khâu à? Thì nữa. Khâu như này, cái này mà nhặt cho này. Tí kìm nhớ. Đấy hả? Mình cũng được mà. Em đeo đi, quần đeo đi. Đeo đi. Mới đét đấy. Cái này mới đét đấy. Em đeo xem nào. Chào biệt đấy. Vui lắm nhỉ, đúng là chỗ thì thừa, chỗ thì lại không có. Thế mới đi mới biết được là có những chỗ là không có nổi. Vợ anh bó trọng dung ảnh vợ anh bó thử. thử nào đi mà tụt chi mà nhiều hay ngô. Mặc to một tí nhưng mà nó mát, nó thoáng. Tình cảm là cháu gia chê mắn chê chân nó lấy. Vậy mình nên lớp chốt lan sai chỗ này nè. Rồi, nhìn bố con nó chốt lan ra nè, chắc con tìm ra. Không chọn quần áo cho con gái nè. Cái gì sai ấy. Không chọn quần áo cho con gái nè. Mà giống đó. Hả đi giống gì giống? Hả? Hơi dài một tí nhỉ? Thế nào? Khâu con đấy. Khâu đấy. Khâu bất chê à? Khâu hôm nọ cho đây đúng không? Thế giờ? Đây là con anh có. Nào các bạn nhỏ ra đây hết ra nào. Ai, đợi, đợi. Úi giời, quá đẹp trai luôn. Cú cú mà chị Oli. Hả? Oli mà cú cú. Giống gì giống? Giống gì giống? Giống gì giống? Hai giống á? Ây da, đi chơi hai giống à? Thế nào? Bạn này bụng hơi to thì đôi này nhiều run. Giống gì giống? Giống à? Nào. Đấy, khâu tôi nít mua từ à? Khâu đi, nói kia. Chỉ mua mà sợ. Đấy. Nói chung là được quần. Các bạn nhỏ là dép để trong nhà hết rồi. Ôi, ôi, tao. Chị Oli. Oli chị giống. À, Oli giống giống. Cháu thầy nào. Đấy, thế mới xinh đấy. Đúng rồi. Con đi một cảnh tâm mà giống chia đó. Dạ dạ. Đấy, một cái sự thay đổi. Khi mà nhận được quần áo của các cô các bác gửi đây, các con đã thay đổi rất là nhiều. Ngoài ra thì các cô chú cũng có những cái quần áo nữa. Đấy. Nào bố bó ra đây xem nào. Áo mới chưa? Vào đây xem nào. Dài. Ông chơi luôn này, cổ này thì. Đấy, thế này mới mát. Trường bưu điện đây, áo trường bưu điện nhá. Học viên trường bưu điện.
Nào, ai được quần áo mới nữa nào, các bạn gái ra đây xem nào. Lơ lơ lơ. Quay cho các bác xem tí. Ui giời. Nhìn như cô gái. Bạn này rất là xinh gái nhỉ. Bạn này sau này là đi học giỏi là rất là nổi tiếng này, rất xinh gái. Duyên chưa? Đấy. Cái này có đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp. Đẹp à? Đẹp không phải đẹp nhá. Học lớp mấy rồi? Ba. Lớp 3. À, đã biết đi kiếm tiền bằng cách là đi nhặt bò hung về bán cho mọi người. Đâu bạn kia đâu? Bảo bạn kia ra đây đứng nữa đi, xếp hàng thế nào, đẹp chưa? Đấy. Có những nơi thì rất là thiếu. Khi mà anh em mình đi ấy, thì có những nơi rất thiếu. Còn có những nơi thì như cô ba anh chị gửi về thì lại mặc không hết. Như vậy mới thấy là những cái tình cảm của cô ba anh chị gửi cho bà con ở trên vùng cao này nói chung, và một số nơi anh em mình đến nói riêng ấy, thì thật sự là rất là quý báu. Đấy. Các bạn nhỏ là chưa bao giờ có cái đã ước mơ là được mặc như này. Đấy đúng không? Đấy, mặc như này nhìn nó đẹp đấy. Bạn này úi xẻ oách chưa? Úi xẻ. Cho tay vào túi quần đấy, nhìn xịn luôn. Đây bây giờ là đấy, ai cũng được quần áo mới rồi. Chắc là anh em mình sẽ di chuyển xuống khu nhà cũ của anh Pó để chia sẻ một chút nữa về thực tế hoàn cảnh cũ của anh Pó xem như thế nào. Đây, tao luôn. Bye bye nào, bye bye nào. Xin chào nhá. Nhìn vào kia, nhìn vào điện máy quay kìa. Xin chào. Lù lù xin chào nào. Xin chào 2 3. Xin chào nhá. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào 2 3. À, xin chào 2 3. Được rồi, bạn này rất là ngoan. Con anh Pó đây. Ta lạ. Mới chế lạ. Thiếu tí mình đeo giày con gái không vấn đề gì cả. Đẹp là được. Miễn sao đẹp là được. Đẹp ấm là được. Bây giờ mình chưa cần xịn đúng không? Đấy. Anh chơi hôm nay được một bộ luôn. Ơ, nhìn trẻ ra bao nhiêu tuổi nhỉ? Từ 30 tuổi trở về 20 tuổi. Ơ, quá trẻ. Rông gì rông? Hãy cầu rông gì rông? Rông. Rông. Rông kìa. Rồi, như thế là được rồi. Thấy niềm vui của mọi người, thấy nụ cười khi mà nhận được những cái món quà, dù là quần áo cũ hoặc là mới, nhưng niệm nụ cười đã nở trên môi của mọi người thì tức nghĩa là món quà đã được trao đến một cách là kịp thời và đúng lúc, đúng nơi rồi mọi người ạ. Đi nhà bây giờ anh em mình tạt xuống nhà cũ của anh Pó một tí nhỉ. Ở đây vợ anh Pó ơi, bỏ cái váy ra, bỏ váy ra mới đẹp. Bỏ cái váy. Lút thông là thông. Lút thông là cái váy, đúng rồi. Bỏ cái váy ra đấy, mặc quần như thế nó mới đẹp. Bây giờ phải bảo phụ nữ người Mông là bỏ cái váy đi, mặc quần là quần, váy là váy, chứ đừng có váy rồi lại quần thì nó vướng víu lắm. Ấy da. Đấy. Như thế là đẹp đấy. Đây là con anh Pó mà. Anh Pó đấy. Quá xinh gái luôn. Đấy là mặt thay đổi kia nó. Bây giờ mặt cái này là đấy, mặc cái này nó mới đẹp. Đây quần rồi lại váy nữa thì vứt đi. Đẹp không? Giống gì không? Đúng ạ. Né. Na hơn đi chứ. Na hơn đi mà bỏ thông đi. Na thông mà bỏ hơn đi đi. Đấy, phá cách một tí nhìn nó. Nhìn nó phổ thông một tí rồi. Nhờ. Đẹp luôn. Đây đi xuống nhà anh Pó một tí đi. Vâng. Anh Pó đi xuống nhà. Ôi giời. Quay vào lại từ vội thế. Quần này đẹp đấy, đẹp dài đấy. Không, tại vì lần nào lên thì ông cũng mặc cái quần này, có mỗi cái quần mồi. Đấy. Bây giờ có thêm vài bộ nữa đẹp. Đi xuống nhà mới nhà cũ một tí đi. Đi. Vậy hư trên nó. Sao cái cô trẻ. Để đi xe máy ra chỗ bể luôn. Ô, đây mưa thì đi lại khó nhỉ.
Thế từ lúc ông mất là đi chuyển lên đây ở luôn à? Quá. 7 người tính ra hai vợ chồng nữa là 9 nhỉ? Đúng rồi. Ừ. Hai cái giường nó chiếm hết cả nhà. Thì làm gì được hai giường, em thấy bé lắm. Lớn muốn một giường ngủ thì bọn mình không ngủ trong đất thôi. Ngủ dưới đất thôi nhỉ? Nhà của ấy trang ở nhà này. À, nhà chơi là dưới đúng không? Ừ. Thế thì biết rồi. Ô, nhà anh Trá thì cũng thế thôi nhỉ. Cũng cũng bưng ván linh tinh như này, bưng bằng cây cỏ voi như thế này thôi mọi người ạ. Đây là nhà anh Trá, anh trai cả. Ba anh em là không ai có điều kiện đâu. Mỗi nhà anh chơi là thấy có tí gạch nhỉ. Thế mà bây giờ còn nợ. Anh chơi bây giờ nợ là nợ bao nhiêu? Bê cháu chi? Thế anh Pó là bây giờ nợ bao nhiêu? Đây cầm cái mic này. Đây đúng không? Cái bên này đúng không? Đúng rồi. Ôi dồi ôi, cái này thì làm sao mà ở được 9 người đúng không? Thế là phải nói là hết sức là khổ đấy. Ui dồi. Ôi tình toàn hết rồi. Bên trong nhìn thấy bên ngoài hết rồi. À, cái chỗ này là cái chăn à? Cái chăn để đắp vào đúng không? Ôi giời ơi. Đây. Thế thì cả nhà ngủ ở đây hết à? Cái giường là để đây đúng góc này đúng không? Ôi giời ơi. Đây mới thật sự là nhà cũ đây này. Từ từ đã, đây phải quay như này nó mới nét này. Đây là nhà cũ này. Đấy, chào Trọng nhá. Này. Đây là do bếp này, đây để đi trồng ngô đây đúng không? Đi anh chờ này. Thế là trước là cả nhà là 9 người ngủ ở đây luôn. Ôi dồi ôi, quá là khổ luôn. Nhà anh Trơ thì có điều kiện hơn một tí là được gạch đấy. Còn đây là nhà của anh Pó cũ đây. Toành toàng thật sự luôn. Đây bây giờ là di chuyển lên nhà trên kia rồi. Vì ông mất rồi thì là di chuyển lên nhà trên kia ở. Thì hiện tại là nhà này là nhà của nhà này là để không đúng không? Bây giờ là để không. Có ai về ở đây nữa không? Bây giờ thì chẳng ở đây. Là để không như này thôi. À nhưng mà được cái mái bờ lô là còn nét một tí nhỉ. Chưa hỏng lắm. Mái nhà trên thì hỏng nhiều hơn rồi. Vỏn vẹn là này. Nhìn bước vào phát là hết rồi. Đấy. Không có gì cả. Thậm chí là khu vực bàn thờ. Thường thường nhà Mông là đấy, khu vực bàn thờ đấy nhỉ. Cũng chẳng có gì. Thế mà các bác bảo lên quay là đúng thật. Đấy, chia sẻ cho mọi người cùng xem tí. 9 người ở trong cái nhà này thì đúng là khó tin rồi. Nhưng mà nó là sự thật. Không thể nào mà... Không có gì, không là được nhà ngủ luôn. Đi ngủ đất thôi. Cái này làm được mấy năm rồi, em Pó? 7-8 năm rồi. Cột vẫn được. Mái bờ lô thì cũng có lỗ chỗ là thủng rồi. Đấy. Nên là anh em mình nghĩ rằng là bây giờ có khoản tài chính để anh Pó sửa nhà trên kia ở rộng rãi hơn cho cả nhà tốt hơn là cũng đúng thôi. Đây là từ trong ra ngoài này. Đưa tay một cái là ra ngoài. Thỏ tay phát là vào trong nhà. Đấy. Chỗ này là nấu bếp. Chỗ này một cái giường nữa đúng không? Một giường ở đây. Nên là mấy người ngủ bên này? Tất cả con ngủ bên này. Bên này. Bố mẹ là ngủ bên này. Bố mẹ là con bé thì ngủ bên này. À con bé là ngủ với bố mẹ đúng không?
Ôi sao. Cái này lau để lo chứ? Lau để. Ừ. Cho nó không bay đúng không? Xong rồi lau. Lúc khó trồng hết rồi. Lúc khó trồng luôn nhỉ? Hơn nhỉ? Cái cửa đây, cái cửa đây. Đây rồi. Thế ở như này 8 năm mà thế lúc nắng mưa thì làm như nào? Nhà bé như này ở như nào? Lúc mưa thì ra cho nhà anh chơi. À, em hay là anh? Em thôi. Em đúng không? Ừ. Là cho con ra đấy ở nhờ? Ừ. Nên là bố mẹ là vẫn ở đây? Bố mẹ là ra hết rồi. À. Ôi dồi ôi, nó thế này thì này thì. Thế là vừa mới dọn lên nhà trên ở thôi, từ lúc bố mất thôi đúng không? À, là nó rộng rãi hơn, thoáng mát hơn, cao hơn, kín đáo hơn một tí. Hôm nay là anh em mình phải nói là đi xuống thực tế đây mới biết là nó khổ như thế nào. Như anh Pó chia sẻ đây là những ngày mưa ấy thì là cho con ra nhà anh Trơ ở nhờ. Anh Trơ thì đợt làm nhà chắc cũng khó lắm ấy nhờ. Nhờ mọi người thổ gạch là cũng vất vả đấy. Sẽ thổ tài rồi nhỉ? Bao nhiêu nè? Anh chơi hiện tại là sau đám ma của bố là nợ 35 triệu. Anh Pó, anh Pó là nợ bao nhiêu? 20. Ôi dồi. Đấy là mình đi vay về để làm đám ma cho bố đây đúng không? Vâng. Ôi dồi. Quá khổ. Đẻ nhiều thì nó không phải là lỗi. Lỗi là mình không tiếp cận được với cái kế hoạch hóa gia đình và cái tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình thôi. Đấy. Các con thì đều không có lỗi, đẻ ra là không ai có lỗi cả. Chắc là có lẽ là anh em mình sẽ dừng chia sẻ ở đây thôi, bởi vì thực tế cái hoàn cảnh của nhà anh Pó thì cũng hết sức là khó khăn rồi. Đấy. Hôm nay đến đây mới biết đây là con anh chưa à? Phải không? Đây con của anh chưa à? Con thứ mấy? Con tuổi hân tảo, tỷ hân tảo. Tỷ là số 1 à. Anh chưa bao nhiêu tuổi rồi? 30 á? 99 mấy? 91 à? À. Đây. Lù sốt xanh à mà. Chơ xanh à. Chơ xanh. Chơ xanh nó chín giả hay chỉnh. Gà khâu giả tù bố cố thế. Chơ xanh chơ xanh nó chín giả nè. Anh Pó là vừa gửi lời cảm ơn tới các cô các bác đã gửi quần áo cho gia đình. Đấy. Một lần nữa là chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái thước phim tiếp theo. Đấy. Ôi giời ơi. Đúng là cùng vần đi thì những hoàn cảnh còn khổ hơn nữa vần. Quá khổ luôn.